Number one, thử lại nào, thử lại nào, thử lại nào. Được chưa, được chưa, được chưa, được rồi, được rồi. Tôi tên là Harvey Chat. Tôi tên là Harvey Chat. Well, the way I pronounce the name Harvey Chat is like, I think like the way Vietnamese people, they will pronounce, they will speak like that. Thử lại nào, được chưa, được rồi. Tôi tên là Harvey Chat. Number two, trưởng phòng thu mua của công ty Health and Hearty Food. Trưởng phòng thu mua của công ty Health and Hearty Food. Trưởng phòng thu mua của công ty Health and Hearty Food. Trưởng phòng thu mua của công ty Health and Hearty Food. Trưởng phòng thu mua của công ty Health and Hearty Food. Trưởng phòng thu mua công ty. And for the way I pronounce like the name of the company is Health and Hearty Foods. Well, how to explain a little bit like a mix of Vietnamese and English, okay? You just accept. Number three, tôi chịu trách nhiệm tìm kiếm sản phẩm mới để công ty bán. Tôi chịu trách nhiệm tìm kiếm sản phẩm mới để công ty bán. Tôi chịu trách nhiệm tìm kiếm sản phẩm mới để công ty bán. Tôi chịu trách nhiệm tìm kiếm sản phẩm mới để công ty bán. Tôi chịu trách nhiệm tìm kiếm sản phẩm mới để công ty bán. Kiểm tra, trưởng phòng, thu mua, trưởng phòng thu mua. Chịu trách nhiệm, tìm kiếm, sản phẩm, bán, bán. Number 4, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị những đồng nghiệp của tôi làm tại ban quốc tế. Nếu như tôi có thể tìm được ai đó để hỏi chuyện, người nào cũng bận cuống cuồng. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị những đồng nghiệp của tôi làm tại ban quốc tế. Nếu như tôi có thể tìm được ai đó để hỏi chuyện, người nào cũng bận cuống cuồng. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị những đồng nghiệp của tôi làm tại ban quốc tế. Nếu như tôi có thể tìm được ai đó để hỏi chuyện, người nào cũng bận cuống cuồng. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị những đồng nghiệp của tôi làm tại ban quốc tế. Nếu như tôi có thể tìm được ai đó để hỏi chuyện, người nào cũng bận cuống cuồng. Giới thiệu, for the people in the North of Vietnam, they would say giới thiệu, đồng nghiệp, quốc tế, ban quốc tế, ban quốc tế, ai đó, hỏi chuyện, người nào cũng, bận cuống cuồng. Number 5, Victoria đây rồi, chào Vicky. Victoria đây rồi, chào Vicky. Victoria đây rồi, chào Vicky. Number 6, chào Harvey, thôi lúc khác gặp đi. Chào Harvey, thôi lúc khác gặp lại đi. Chào Harvey, thôi lúc khác gặp lại đi. Chào Harvey, thôi lúc khác gặp lại đi. Thôi, thôi, lúc khác, gặp lại đi, gặp lại đi. Chào Harvey, thôi lúc khác gặp lại đi, thôi lúc khác gặp lại đi. Number 7, thôi mà Vicky, làm ơn đi mà. 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 Number 8, Harvey, có thể gọi tôi là Victoria được không? Harvey, có thể gọi tôi là Victoria được không?
có thể gọi tôi là Victoria được không? Harvey, có thể gọi tôi là Victoria được không? Number 9. Ồ, được. Ồ, được. Xin lỗi nhé. Xin lỗi nhé. Làm ơn tự giới thiệu tên, chức vụ và nói sơ qua về công việc cô đang làm được không? Ồ, được. Xin lỗi nhé. Làm ơn tự giới thiệu tên, chức vụ và nói sơ qua về công việc cô đang làm được không? Làm ơn tự giới thiệu tên, chức vụ và nói sơ qua về công việc cô đang làm được không? Ồ, được. Chắc chắn. Xin lỗi. Tự giới thiệu tên, chức vụ, nói sơ qua về sự mô tả công việc sơ qua. Number 10. Ôi, cái này là để cho ngày mai à? Ôi, cái này là để cho ngày mai à? Ôi, cái này là để cho ngày mai à? Cái này là để cho ngày mai à? Cái này là để cho ngày mai à? Number 11. Ừ, để cho màn quảng cáo của chúng ta tại hội chợ triển lãm nước giải khát đấy. Ừ, để cho màn quảng cáo của chúng ta tại hội chợ triển lãm nước giải khát đấy. Ừ, để cho màn quảng cáo của chúng ta tại hội chợ triển lãm nước giải khát đấy. Ừ, để cho màn quảng cáo của chúng ta tại hội chợ triển lãm nước giải khát đấy. While you pay attention here, for the people who come from the north of Vietnam, they will say hội chợ triển lãm nước giải khát. Nước giải khát. Ừ, màn quảng cáo nước giải khát. I say the way of Ho Chi Minh City people, and now for the people in the north Vietnam, nước giải khát. Hội chợ triển lãm. Number 12. Được rồi, tôi là Victoria Song. Được rồi, tôi là Victoria Song. Tôi làm trợ lý giám đốc quan hệ công chúng quốc tế. Tôi làm trợ lý giám đốc quan hệ công chúng quốc tế. Công việc của tôi là thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác nước ngoài. Công việc của tôi là thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác nước ngoài. Được rồi, tôi là Victoria Song. Tôi làm trợ lý giám đốc quan hệ công chúng quốc tế. Trợ lý giám đốc quan hệ công chúng quốc tế. Trợ lý giám đốc quan hệ công chúng quốc tế. Công việc của tôi là thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác nước ngoài. Thiết lập, duy trì các mối quan hệ đối tác nước ngoài. Giám đốc, trợ lý quan hệ công chúng. Giám đốc quan hệ công chúng. Okay. Number 13. À, Dulat đây rồi. À, Dulat đây rồi. Dulat, làm ơn giới thiệu ngắn gọn về chức vụ của anh được không? À, Dulat đây rồi. Dulat, làm ơn giới thiệu ngắn gọn về chức vụ của anh được không? For the people who come from the north of Vietnam, they will say giới thiệu. Dulat, làm ơn giới thiệu ngắn gọn về chức vụ của anh được không? Once again, the way I pronounce the name of the person, Dulat, is like, I think like Vietnamese people, they will say like that. Dulat, đây rồi. Dulat, làm ơn giới thiệu ngắn gọn về chức vụ của anh được không? Làm phiền, xin lỗi, anh có phiền, ngắn gọn, sự mô tả ngắn gọn. Number 14. Dulat này,
Làm cái này là để cho phần trưng bày tại hội chợ triển lãm nước giải khát vào ngày mai đấy. Không mất đến một phút đâu, chỉ nói sơ về tên tuổi, chức danh và mô tả vắn tắt công việc của anh thôi mà. Dulac này, làm cái này là để cho phần trưng bày tại hội chợ triển lãm nước giải khát ngày mai vào ngày mai đấy. Không mất đến một phút đâu, chỉ nói sơ về tên tuổi, chức danh và mô tả vắn tắt công việc của anh thôi mà. Dulac này, làm cái này là để cho phần trưng bày tại hội chợ triển lãm nước giải khát vào ngày mai đấy. Không mất đến một phút đâu, chỉ nói sơ về tên tuổi, chức danh và mô tả vắn tắt công việc của anh thôi mà. Trưng bày, mất, không mất đến một phút, tên, tuổi, mô tả, vắn tắt. Number 15. Thế à, tôi tên là Dulac Health, tổng giám đốc của công ty. Thế à, tôi tên là Dulac Health, tổng giám đốc của công ty. Tôi chịu trách nhiệm trông coi tất cả các hoạt động trong cũng như ngoài nước của công ty. Tôi chịu trách nhiệm trông coi tất cả các hoạt động trong cũng như ngoài nước của công ty. Thế à, tôi tên là Dulac Health, tổng giám đốc của công ty. Tôi chịu trách nhiệm trông coi tất cả các hoạt động trong cũng như ngoài nước của công ty. Tổng giám đốc. For the people in the north of Vietnam, let's say tổng giám đốc trông coi hoạt động trong cũng như ngoài nước. Trong nước, ngoài nước.